Ngày 19 tháng 1, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, người dân trên địa bàn huyện vừa phát hiện một người trôi trên sông Cửa Lớn thuộc xã Tân Ân Tây, cách địa điểm xảy ra vụ 3 người mất tích sau vụ nổ khoảng 2 km. Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là NCH sinh năm 2008, ngụ khóm Sa Phô, thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, một trong 3 nạn nhân trong vụ nổ xảy ra vào ngày 17 tháng 1 qua. Thời điểm phát hiện, H còn đầy đủ tứ chi, không có áo, mặc quần ngắn bị rách, đang trong giai đoạn phân hủy. Hiện người nhà đã nhận dạng được nạn nhân. Ngày 19 tháng 1, các hoạt động tìm kiếm những người mất tích còn lại trên sông Cửa Lớn đã kết thúc. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cũng đã rời khỏi hiện trường.